Quỳnh Lập tiết lộ lý do Quang Trung không xuất hiện trong phim mới của mình. Quỳnh Lập vừa công bố dự án phim mới và tiết lộ lý do Quang Trung không xuất hiện trong phim này. Nam diễn viên, đạo diễn Quỳnh Lập mới đây công bố dự án phim mới Kẻ Đồng Hành sẽ được phát sóng toàn châu Á ở nền tảng Netflix. Đây là bộ phim tiếp nối thành công của web drama Ai Chết Giơ Tay và phim điện ảnh Pháp Sư Mù mà Quỳnh Lập từng thực hiện. Quỳnh Lập chia sẻ, sau khi kết thúc Ai Chết Giơ Tay, rất nhiều khán thắc mắc về thân thế của Tinh Lâm và những cách thức hành pháp lạ lùng, không giống ai của nhân vật này. Do đó, Quỳnh Lập mới có ý tưởng khai thác sâu thêm quá khứ của Tinh Lâm. Đây cũng là xu hướng đặc biệt của điện ảnh thế giới nên Quỳnh Lập quyết tâm bắt tay vào thực hiện, như một cách thách thức bản thân trong lĩnh vực sáng tác và xây dựng kịch bản của chính mình. Anh cho biết, khó khăn lớn nhất khi viết tiền truyện cho chính mình là phải làm sao để khi kết thúc của Kẻ Đồng Hành chính là bắt đầu của Ai Chết Giơ Tay. Do từ ban đầu Quỳnh Lập chưa có ý định làm tiền truyện nên không hề cái cắm gì, chỉ viết mọi thứ rất tự nhiên nên khi viết tiền truyện phải rất sáng tạo và khéo léo. Cố gắng tận dụng những tình tiết có sẵn để móc nối cho logic, hợp lý, chỉnh chu. Quỳnh Lập nói vui, chính anh còn thấy bất ngờ với bản thân khi có thể hoàn thiện được kịch bản của Kẻ Độc Hành một cách trọn vẹn. Đáng chú ý, Quỳnh Lập cũng tiết lộ Quang Trung sẽ không tham gia dự án lần này dù từng là nhân vật chính trong những phần trước. Lý giải về điều này, Quỳnh Lập cho biết vì Kẻ Độc Hành là tiền truyện nên nhân vật của Quang Trung sẽ chưa xuất hiện. Tuy nhiên bản thân Quỳnh Lập rất tự tin những tuyến nhân vật khác cũng rất hấp dẫn được xây dựng trong phim. Trong đó đặc biệt nhân vật bé hồng của Puka. Đây là vai diễn giúp Puka lột xác, thay đổi hình ảnh rất lớn trong mắt khán giả. Trước đây Puka luôn có hình tượng đáng yêu, dễ thương, công chúa, nhưng vai diễn này lại hoàn toàn khác so với tất cả các nhân vật mà Puka từng thể hiện. Ngoài Puka, bộ phim cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long, Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ. Những vai diễn này cũng mang đến cho khán giả rất nhiều sự tò mò. Kẻ Độc Hành sẽ được phát hành từ ngày 28 tháng 10 năm 2022.